cứ nói nhiều thì phiền não nhiều, mà càng phiền não thì càng nói, nó không hết được. Cho nên phải gìn giữ mắt tai mũi lưỡi. Xin lỗi các Phật tử khiếm thị ở đây hôm nay, quý vị có mặt ở đây rất là vui, giúp cho cái đạo tràng chúng ta thêm cái phần long trọng, đông đảo. Và đặc biệt là những vị thính pháp đặc biệt này, là vì không có cần thấy chỉ cần nghe thôi. Và cái bài chúng tôi giảng thì lại nó lại phù hợp với quý vị rất nhiều. Với câu đầu tiên là thấy phù hợp rồi. Con muốn được yên tôi phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, khỏe quá. Quý vị tự vỗ tay chúc mừng mình, khỏe quá. Bên đây người ta thấy người ta phiền não dữ lắm, thấy cái không đáng thấy, phiền não vậy đó. Mắt mình thì cứ dòm, cứ ngó, liếc mắt, nhìn đi tìm cảnh sắc. Rồi nhìn rồi sao? Thấy. Thấy rồi sao? Nói. Tại có cái ta rỗng. Có cái ta rỗng thì tự động là mình phán xét à. Hay lắm nghe, mình thấy cái mình phán xét à, đúng sai, ngộ vậy đó. Mà ngộ một cái là mình phán xét lạ lắm. Mình đúng là mình cũng là quan tòa cho người khác, mà là luật sư cho chính mình. Hãy ai nói mình lỗi, mình bào chữa dữ lắm, mình cãi còn hơn luật sư nữa. Cái tự nhiên cái mình là quan tòa cho người khác, mình phán người này phán người kia đó. Người nào tốt, người nào xấu, người nào đẹp, người nào cần gần, cần người nào đáng khen, đáng chê. Tức là tự nhiên mình phán người ta không à. Hôm nay chúng tôi yêu cầu quý vị là phải làm ngược lại. Hiểu từ ngược lại không? Tu là phải ngược lại dòng đời. Ở ngoài đời đó, người ta có mắt tai, người ta thấy nghe đấy chi vậy? Người ta phán xét người khác, người ta bào chữa cho chính mình. Ở ngoài đời thường người ta làm quan tòa cho người khác, phán tội người ta không à, mà bào chữa cho chính mình không, luật sư cho mình. Hôm nay mình là người tu là mình đi ngược lại dòng đời, thì phải làm sao? Phải là quan tòa của chính mình, mà là luật sư cho người khác. Hay cho anh chàng vỗ tay đi. Hiểu cái ý này không? Từ đây thì sao mà mình nhìn với cặp mắt yêu thương, tha thứ, giúp đỡ, tiếp độ, từ bi hỷ xả, thì mình mới là luật sư cho người ta. Luật sư là gì? Luật sư là cái gì đó lúc nào cũng là bảo vệ cho thân chủ, đúng không? Bảo vệ bằng tất cả những khả năng, bằng tất cả tình thương. Thì bây giờ quý vị cứ như vậy giùm sư. Gặp ai mình cũng phải có cái tâm từ bi, thương xót, giúp đỡ, tận tình, yêu thương. Và họ có lỗi làm gì mình phải bảo vệ họ, bào chữa họ. Nhưng mà phải là quan tòa khắc khe cho chính mình. Cái ý này hay lắm mà. Làm như vậy thì mới gọi là đời khổ đạo vui được. Đạo đi ngược dòng. Chứ còn không á thì chúng ta khổ hoài hoài. Dù cho có mắt cũng như mù, cái đáng thấy thì mình thấy, cái không đáng thấy thôi thà mình không thấy, mù cho nó khỏe. Thấy mà phiền não, thấy mà sân si, thấy mà tạo nghiệp, thì theo quý vị có nên thấy không? Không. Kiếp người thì ngắn ngủi, sanh ra tạo gì cho cố nghiệp vô đó rồi mang đi, thấy không nè? Cho nên những trường hợp đó thì nên mù cho nó khỏe. Nói như vậy không phải là các vị khiếm thị không thấy đâu nghe. Có một câu chuyện là buổi sáng sớm đó có một nhà sư chuẩn bị y bát chỉnh tề đi quá duyên khất thực. Nhưng mà hôm nay thì vị sư trẻ này là phải đi qua sông, qua làng bên kia để mà quá duyên khất thực. Thì lúc mà qua sông thì phải lên đò. Khi lên đò thì vị sư này mới ngồi
đối diện với cô lái đò. Mà cô lái đò này thì lại trong chiếc áo bà ba trẻ đẹp nữa. Vị sư này mất chánh niệm, cho nên mắt cứ dòm cô lái đò. Thấy vị thu thúc lục căn, vị này không có giữ cái giới thu thúc lục căn, cho nên nhìn cô lái đò. Khi đò sang bên kia xong á, thì cô lái đò chỉ thâu mỗi hành khách chỉ có 2 đồng. Riêng vị sư này thì cô lái đò thâu 4 đồng. Thì vị sư thì thắc mắc nói tại sao mỗi người có 2 đồng tôi 4 đồng. Thì cô lái đò nói tại vì thêm cái tiền nhìn tôi. Nãy giờ ngồi nhìn tôi thấy chứ bộ. Thế là vị sư này rất là đau bụng, trả 4 đồng nhưng mà rất bực. Sơ sức chút à, tức là dễ vui chút vậy đó. Thấy đẹp, ham nhìn. Sau khi quá duyên xong trở về, nghiệp trước thì sao cũng ngồi đối diện với cô lái đò tiếp. Nhưng mà lần này thì sư ông nói cẩn thận hơn, ông nhắm mắt lại cho chắc ăn. Ông nhắm từ lúc mà vừa lên đò ông nhắm luôn, ông ngồi ông nhắm mắt cứng ngắc cái lần nhắm, không có mở mắt nữa. Nhắm như giống người không người người khiếm thị luôn vậy đó, cho nó an toàn. Khi sang đến bờ bên đây xong thì mỗi người cô lái đò cũng lấy có 2 đồng. Nhưng mà tới nhà sư cô lái đò lại đòi 8 đồng. Trời, gấp 4 lần lên. Vị sư này lúc này mới bực bội, nổi bồ đề gai lên nè. Mới nói rằng hồi sáng á, quên mình, dễ vui, không chánh niệm, không gìn giữ mắt tai, mũi lưỡi, thân ý, không thúc lục căn, nhìn, trả thêm 2 đồng thì được. Còn mặn về, nhắm mắt một chết, thấy gì đâu, mà trả 8 đồng. Cô này trả lời sao biết không? Mặc dù sư nhắm mắt sư không có nhìn thấy tôi, nhưng mà hình ảnh của tôi nằm trong tâm của sư nó còn ghê hơn nữa. Cho nên phía bên đây mà không thấy đó nghe, mà tâm mà nó còn nó loạn lên, mà nó không tịnh đó, là nó còn ghê hơn bên đây nữa. Hiểu chưa? Hiểu cái ý này không? Nó sâu lắm á. Đó, mơ thấy còn hơn đó. Đúng rồi, cái câu này hay à. Thà thấy mà không mơ, mơ thấy còn hơn nữa. Đó, đó là chính chú là cái người xác nhận đó. Cho nên chấp nhận trả 8 đồng. Cho nên thấy vậy chứ không phải ngon đâu nghe. À đó, thấy không thấy gì trơn, tưởng là ngon. Mà cuối cùng là phải trả 8 đồng đó. Ta thấy là trả có 4 đồng thôi. Câu chuyện này mang tính chất vui thôi chứ không có ý gì. Nhưng mà ý ở đây là cái người nào tu thì tốt. Tu về cặp mắt để tu về cái tâm của mình là tốt. Muốn được yên tu phải biết ngu dù, cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng. Tu thêm 2 cái này nữa. Tu về cái lỗ tai và cái miệng. Cái miệng khó tu lắm. Cái tai mình nghe mình cũng nổi khùng, cũng giận, cũng hờn, cũng bực, cũng bội, cũng ghim, cũng gút, cũng đau khổ. Cái cái nghe mình chung chung, cái nghe mà nghe cái mình nghe cái những điều gì đó mà làm cho mình phiền não, mình không có gìn giữ lỗ tai. Rồi khi nghe vậy á, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, bắt đầu miệng nói. Đó, chúng ta có mấy đường tạo nghiệp nè. Chúng ta có 3 con đường để tạo nghiệp. Một là gì? Thân nghiệp. 2 là gì? Khẩu nghiệp. 3 là ý nghiệp. Như vậy cái miệng của mình là một trong những cái con đường tạo nghiệp, mà nó gây dữ lắm. Thân thì mình còn giữ chứ miệng khó giữ lắm, muốn nói gì nào nói à. Có câu rằng là miệng xây núi nghiệp biết ngày nào tan. Trời ơi, cái nghiệp mà nó lớn như cái núi nữa. Mà xét ra thấy nó cũng thật sự nó nặng. Thân thì khi mình đánh người ta một cái nó đau, nhưng mà rồi 1 ngày 2 ngày cũng hết. Nhưng mà cái khẩu nghiệp mình gây người ta đau nhiều khi cả đời, năm này qua năm kia chưa hết. Cho nên mới có câu rằng là lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói.
Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không ngồi lại nói với nhau nhẹ nhàng? Lời qua tiếng lại có ích chi đâu. Sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu? Cái lời nói quý vị thấy nó ghê lắm. Nó không phải là dao nhưng mà cắt lòng người ta đau còn hơn dao nữa. Lời nói không phải là khói nhưng mà nói xong người ta khóc luôn thì mới vừa lòng. Lời nói không là may, nói xong đường anh ấy đi. Người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Mình tu là phải khác hơn cái người không tu. Mình tu mà y chang như cái người không tu thì không được. Người ta không tu thì mình không nói. Còn mình là người tu thì phải khác người không tu. Mình vào chùa thì phải khác hơn cái người chưa vào chùa. Ở đây chúng tôi có cái bài thơ là thật nghĩa đi chùa, để xem coi mình có khác hơn cái người không tu ở chỗ nào. Bạch thầy, con đi chùa tìm chút bình an, ai dè chùa cũng rộn ràng không ngơi. Lên chùa tìm chút thảnh thơi, dè đâu chùa cũng như đời ngoài kia. Cũng này nọ cũng phân chia, cũng son cũng phấn trao trìa khác gì. Trước chùa mô Phật từ bi, ra đằng sau bếp thị phi dãy đầy. Con không đi nữa thưa thầy, về nhà đóng cửa từ rài yên tu. Lên chùa con thấy lu bu, dạ con sám hối nói như lòng mình. Sư thầy trả lời, này con, thầy thông cảm được tâm tình. Chùa là cửa Phật chúng sinh ra vào, chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Chùa không huyên náo linh đình, chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa. Chùa không phải chốn hơn thua, bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào. Thế nhưng chùa vẫn đón chào, vì mong nhân thế ngày nào đổi thay. Hoa sen mọc giữa bàn tay, hay là nở giữa bùng lầy bẩn nhơ. Quá thành rác chỉ vài giờ, rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu. Nghịch duyên tu được là tu, đừng mong vạn sự giống như lòng mình. Tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận tâm tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Ai làm chi đó mặc ai, mỗi người mỗi tật, quan hài bằng chi. Đi chùa biết tự quy y, trong ta có Phật tuệ tri nhắc mình. Khi lòng chưa thật lặng thinh, thì bao cái khổ chúng sinh vẫn còn. Cho dù có chạy lên non, não phiền chưa dứt, đời hoàng khổ đau. Tu lấy hỷ xả làm đầu, chuyện người thôi kệ, nhiễm màu phút giây. Xoay ra lòng mãi lây hoay, nhìn vào thanh tịnh là đây Phật về. Trong phiền não có bồ đề, sát na tỉnh thức cận kề Như Lai. Như vậy thì mình vào chùa mình lo mình tu, đơn giản vậy. Chứ bây giờ mình vào chùa mình cứ dòm ngó, mình thấy mình nghe, rồi bắt đầu mình làm gì? Mình nói để rồi tạo nghiệp. Mình tu mình quán chiếu làm sao để cho cái tam nghiệp của mình nó được thanh tịnh,
nó thay đổi. Mình có cái thân giáo để mà giáo hóa giúp phục người khác. Chúng tôi nghe nó có một cái cô Phật tử đó, cổ đi chùa lúc đầu ông chồng không có vui. Cái mỗi ngày đến khóa tu, cái cô chuẩn bị áo tràng, cái ông cảm thấy bực bội. Vì ngày hôm đó bà đi chùa tu cả ngày, ông ở nhà của mình. Nhiều ông khi ông chở tới chùa rồi ông bỏ ông về, không có vào chùa. Ông thích, ông quan hỷ. Nhưng mà cô này cô ráng cô tu, cô ráng tu thay đổi tam nghiệp. Từ lời nói, hành động, việc làm của cổ ngày càng có thay đổi. Một thời gian sau cái ông chồng đó ông cảm nhận được. Cái đến ngày khóa tu ở chùa Diệu Tràng, cái bà chuẩn bị đi, cái ông mới nói một câu vậy nè. Ông nói: lần này dự tu rủ anh đi với chánh pháp Như Lai, đã làm tánh em vì tha, bớt âu lo thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Nghe hát là vỗ tay rồi. Ta mượn cái câu này ta nói chi? Tức là ông chồng á, ông thấy bà vợ mình đi tu một thời gian về, từ lời nói, hành động, việc làm thay đổi hoàn toàn. Trong cái việc làm, lời nói nó có cái tâm hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó từ bi hơn. Cũng hành động đó nghe, mà nó có thêm chút từ bi nó khác. Cái này chúng tôi nghe nói không biết có không, là mấy người mà nấu ăn á, đặc biệt là cơm chay á, mà với cái lòng từ bi á, trời ơi bữa cơm chay nó ăn nó ngon lắm. Còn người nào mà nấu cơm chay mà cái lòng sân hận á, còn hơn lãng mạn nữa. Uống nước thấy mồ, nóng lên. Như vậy thì nội dung của bài giảng này á, là chúng tôi nhấn mạnh cái chữ gì? Chữ tu. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ gì? Chữ tu. À, nhớ là một chữ tu thôi. Theo quý vị, cái tu, cái chữ tu có nghĩa gì? Thì ở đây thì đúng rồi, ở đây chữ tu đầu tiên là chúng ta nghĩ đến chữ sửa, tức là sửa những cái việc làm, lời nói, hành động bất thiện, hành những cái lời nói, hành động, suy nghĩ thiện. Ví dụ trước đây mình có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý hạnh, bây giờ mình sửa lại là gì? Thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện. Sửa. Nó còn có nghĩa thứ hai nữa là trau dồi, tu bổ. Ví dụ như mình tu phước thì mình trao dồi thêm, thêm phước, đúng rồi. Nếu mình có chiếc xe mà nó cũ quá thì mình phải tu bổ lại. Mình có cái nhà mà nó cũ kỹ quá, mình phải tu bổ cái nhà lại. Thì cũng vậy, phước mình nó mỏng quá rồi, bây giờ mình trao dồi cho nó nhiều lắm. Tu giới là gì? Trao dồi giới hạnh. Tu phước là trao dồi phước đức. Cho nên cái chữ tu nó rộng vậy đó. Ở ngoài người ta không biết tu, cho nên người ta đi tìm những cái phương pháp để giải quyết những cái nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Mà càng giải quyết thì nó càng khổ đau. Còn mình thì mình nhờ có nghe pháp, nhờ có học Phật, thì mình tu nó có cái phương pháp. Đời bớt khổ khi ta biết đạo, đời khổ đau khi chẳng biết tu. Không học Phật thì không hết ngu, mà không chịu tu thì không hết khổ. Đó. Bây giờ quý vị muốn hết ngu, hồi nãy đó muốn được yên tu, giờ muốn hết ngu thì phải học. Phải học gì? Học Phật. Đầu tiên mình phải biết mình ngu cái đó.
Để bỏ cái ngu đó thì mình mới đi học. Học gì? Học Phật. Cho nên cái chữ tu nó quan trọng lắm. Một chữ một thôi. Đó, nãy chúng tôi cái bài thơ vừa rồi là mãi nhớ trong đầu một chữ, chữ tu. Đến đây thì xin tặng quý vị một cái bài hát để cho nó thay đổi không khí một chút, cho quý vị đỡ phải hôn trầm thủy miên, đỡ phải giả dụi mệt mỏi khi nghe pháp. Xin gửi tặng quý vị bài hát Nghe Rồi Sẽ Biết. Con đến chùa tha thiết nguyện lo tu cho bớt sầu đau, mong anh đạo nhiệm màu cùng soi sáng tâm con. Còn lưu liên xin đức từ quan ban lành cho đời hân hoan, tâm vốn lành nhưng bởi vì tham danh sai đắm mong mơ, tâm dưỡng niềm muộn phiền. Đừng quán trách thêm chi điều quán trai, duyên kiếp nào mang phải đau đổ lỗi cho đời. Từ đây nên sống về nguồn, vòng tâm sao lắm muộn phiền, tu tâm xóa nhỏ đau thương, tình tâm lòng không tiếc nuối, xa rồi u phiền năm xưa còn vẫn ngồi nghe pháp từ gian xa, tâm vẫn bình tâm chân lý rồi lòng trần, từ bi quán sanh linh còn đau khổ, dư vững niềm tin pháp lưu dòng đến muôn người. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, dư vững niềm tin pháp lưu dòng đến muôn người. Một Phật đạo hữu giơ tay có ý kiến gì? Giơ tay là có gì không? À vậy đó hả? À, ban tổ chức cho phép hát bài gì? À, Kiếp Nhân Sinh để tặng đạo tràng cúng dường. Dạ xin quý vị thấy chưa? Đó, lòng từ bi xuất hiện rồi đó. Thì khơi dậy lòng. Rồi xin đạo hữu tự giới thiệu mình luôn, tên gì, ở đâu, rồi hôm nay duyên nào mà đến đây nghe pháp. Rồi yeah, từ đâu mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con pháp danh Quảng Phương đến từ đạo tràng của thành phố Thủ Đức. Hôm nay được duyên lành đến để trước là nghe được những lời thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Chánh Định, và sau đó cùng nhận được cái phần quà của các nhà từ thiện.
Và con xin đáp lại tấm chân thành của Thích Tượng Thọ. Con xin hát cúng dường bài hát được mang tên Kiếp Nhân Sinh. Thân mình trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, lòng người tham sâu phú phàm, tham sân si bạo lụy phiền còn đeo mãi, thân không chung an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu, luôn chạy theo cuộc phim lạc lầm không hay lối vàng, đạo quyền thâm sâu rưới hồ, khi tan thân dường nghiệp sâu thì đã tắt, quay lưng kiếp tu hành duyên còn tùy tại tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lợi danh, không hay mình đang dương sai lầm, thế gian bao nghiệp hơn bao tội lỗi lòng riêng mang, tránh xa hoa khỏi bê khổ luân hồi. Đôi lời khuyên từ bỏ hồng chân chỉ là tối tàm, đường về Tây Phương sẽ tình, lo tu thân mong tìm về đường giác chánh, tâm luôn sẽ an nhạc niệm Di Đà Phật ngôn chú bi. Lo tu thân mộng tìm về đường giác chánh, tâm luôn sẽ an nhạc niệm Di Đà Phật ngôn chú bi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn tấm lòng của đạo hữu rất nhiều đã cúng dường cho đạo tràng một bài hát rất là hay. Trở lại lý do mà chúng tôi hát cái bài hát vừa rồi á, là có lý do cho mình, có lý do. Là vì trong cái bài hát nó có cái chữ gì? Chữ tu. À, hay quá. Tức là con đến chùa tha thiết nguyện lo tu thôi. Cái người mà đến chùa mà không có cái tâm mà không có nguyện lo tu á thì nó khác à. Tùy tâm mà để chúng ta cảm nhận được cảnh. Thí dụ như mình vào chùa mà cái người mà tâm có tu, họ nghe tiếng chuông, họ nghe nó hay lắm. Nghe tiếng chuông là nghĩ đến chữ buông liền. Mà nghe tiếng mỏ cái nghĩ chữ bỏ liền. Buông, bỏ, nó vậy đó. Cái người có tâm đúng. Còn cái người mà không có tu vô đây á, là dòm ngó soi mối sân si phiền não á, cũng nghe tiếng chuông vậy mà nó không ra cái chữ buông, mà ra chữ gì biết không? Chữ bon, rồi chen, bon, chen, bon, chen. Tùy cái tâm của người đi chùa nữa. Nên chúng tôi hát cái bài đó là con đến chùa tha thiết nguyện lo tu để mình nghe được cái tiếng chuông, là nghĩ đến chữ buông. Sẵn đây chúng tôi xin tặng quý vị bài hát vào chùa nghe mỏ nghe chuông. Vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thinh, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hai ba, vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thinh, ô mấy hay mà hay ghê, ô mấy hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoáng, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông, nghe
chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hát dở mà vỗ tay lớn làm ta mắc cỡ lắm á. Chúng tôi muốn chỉ chuyển tới quý vị một thông điệp là vào chùa thì tất nhiên có mỏ có chuông, nhưng mà khen cái người nào khéo thính. Bây giờ hiểu cái từ khéo không? Cái người mà không khéo nghe cũng không được, không khéo tu cũng không được. Quý vị có nghe người ta nói câu là linh đinh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dũng tu thì chịu. Khéo tu thì bớt khổ, giỏi tu thì hết khổ, nhưng mà dở tu thì than khổ. Mình đi tu mình than khổ là thấy thất bại rồi. Biết đạo không buồn chuyện trái ngang, biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp, sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Như vậy từ đây sao còn than nữa không? Nghiệp của mình than cái gì? Mà quý vị biết than là tâm gì quý vị biết không? Tâm gì? Tâm sân. Ai mà khổ mà than là tâm sân. Bây giờ mình biết rồi, ta sanh ra đời để trả nghiệp. Mà thật sự tại vì mình thích cái nghiệp thiện thôi, chứ cái nghiệp thiện cũng là nghiệp nha. Nghiệp thiện cũng là nghiệp. Khi chưa biết đạo á, thì ta làm những điều mình thích. Ác có thì thiện có. Nhưng mà khi biết đạo rồi thì ta chỉ làm toàn điều thiện không. Nhưng mà biết đạo rốt ráo rồi thì người ta phải nhìn cái điều thiện ác đó, giống như chỉ là với cái tâm chánh niệm buông bỏ, không dính mắc. Bây giờ mình đi đến đây mình bố thí cúng dường, mình tạo nhiều cái nghiệp lành để đời sau mình sanh ra có phước. Nhưng nếu sanh ra có phước mà lại dính mắc cho cái phước đó nữa là khổ nữa. Cho nên nãy cái bài mà vào chùa nghe mẫu nghe chuông rất là hay. Nghe đến tiếng chuông thì nghĩ đến chữ gì? Chữ buông. Mình có phước mà mình không buông cũng khổ. Hiểu ý này không? Bây giờ giàu có mà dính mắc trong của cải cũng khổ. Chỉ cần đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, mà đạo dạy người chỉ một chữ buông thôi. Nhẹ thời nổi nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, mà đẹp thì tạo lắm lị phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Cho anh ràng vỗ tay. Cho nên bây giờ mình cứ tạo phước, làm lành lánh dữ, tạo nhiều thiện nghiệp vô, tạo nhiều phước vô. Nhưng mà mình phải đi nghe pháp nữa. Để chi vậy? Có trí tuệ không dính mắc. Cái người mà đến chùa chỉ biết cúng dường không mà không chịu nghe pháp, đời sau sanh ra giàu dữ lắm, nhưng mà của làm chủ mình, mình nô lệ cho nó. Tại quy lực nhân quả, hãy gieo gì gặt đó. Bố thí cúng dường thì giàu sang, giàu sang do bố thí, nghèo do không cúng dường. Nhưng mà nếu mình chỉ biết tạo phước vật mà không chịu tạo phước trí, không chịu nghe kinh thánh pháp để thấu được bản chất thế gian là vô thường khổ vô ngã, thì sẽ bị dính mắc. Mà lúc đó mình sẽ trở thành nô lệ cho tài sản, chứ không phải làm chủ tài sản. Còn cái người mà nghe kinh thánh pháp, thời gian sanh ra có được cái phước trí nữa, giàu nhưng mà không khổ, họ không dính mắc, họ thấm được cái chữ buông. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn buông giận buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa.
buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Như vậy thì quan trọng nhất là tâm bạn có tu hay không. Vào chùa nhiều khi mặc áo tràng gì đó, nhiều khi tâm không có tu. Giống như hồi nãy mình lên mình nhắm mắt vậy đó, nhưng mà cái hình bóng của cô ấy nằm trong tâm nó còn ghê hơn thà mở mắt đi. Thấy không nè? Mình học Phật, mình học Phật là để mình trau dồi cái tâm từ bi. Cho nên học Phật là để từ bi, chứ không phải để khinh khi sự đời. Học Phật để hiểu tình người, hiểu thương, yêu mến, nói lời sáng trong. Mà thường á, những người mà ta nói học tu mà không học á, thì vô minh che lấp. Mà học mà không tu thì chấp ngã càng cao. Nhiều khi mình vào chùa 5 năm, 10 năm, cái mình xem cái người mới vô chùa cái mình thấy mình muốn giải đời rồi. Bắt đầu cái ngã mình nó lên rồi. Tôi tu nay 10 năm rồi đó. Mình xin khoe sư nghe. Con ăn chay nay 10 năm rồi đó. Nghe thấy sợ quá. Sư nói rồi mới có bụng rau cải thôi mà cỡ đó rồi, mới mốt thành Phật chứ ai chịu nổi. Thấy không nè, mới ăn có bụng rau cải thôi à, mà khoe đầy khoe nọ rồi, mốt lên thành Phật nữa chắc chết người ta quá. Đó, cho nên quan trọng cái chữ tu. Mới mong ra khỏi ngục tù thế gian. Nếu mà không tu thì không bao giờ ra khỏi ngục tù thế gian. Đâu phải xem kinh mấy hàng rõ được quẩn giới quả nhân rối mù, nhân duyên tiền kiếp khiến xuôi, chánh pháp hạnh ngộ chớ vui hí đạp. Cái ý này á là muốn chúng ta là phải lo mà tu. Gặp Phật khó lắm. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật, ra đời khó thay. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có 4 điều khó được. Mà trong 4 điều này mình xét mình thấy mình cũng được 3 điều rưỡi rồi. Điều thứ nhất là sanh được làm người có dễ đâu. Bây giờ đã làm người đây. Cái kiếp người mà không tu là không có kiếp nào tu được á. Quý vị biết tại sao kiếp người dễ tu không? Quý vị biết tại sao Đức Phật Ngài không ra đời trên cõi trời cho nó khỏe, mà Ngài phải hạ xuống trần gian này Ngài ra đời? Vì ra đời cõi người này á, giảng pháp cho chúng sanh á, mà họ còn không nghe nữa, không hầu gì trên kia sao mà nghe. Trên chư thiên sướng lắm. Cõi người này nó khổ ngay trước mắt vậy đó. Hả hê mấy đó thì ưu phiền đâu đây mà còn chưa chịu tu nữa. Mới đầu sanh kế đã bạc đầu rồi mà còn chưa chịu tu nữa. Cái kiếp người nó mong manh mà nó nhanh dữ lắm, nó ngắn ngủi lắm, nó vô thường, nó trước mắt vậy đó mà không chịu tu. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy có 4 hạng người. Có những hạng người họ vào chùa họ chỉ cần nghe có một câu kinh thôi. Ví dụ câu đó là tất cả các pháp là vô thường, Sabbe Sankhara Anicca, chư hành là vô thường, pháp hữu vi là vô thường. Chỉ một câu thôi họ về họ lo tu. Cũng giống như là cái con ngựa kéo xe, chỉ cần thấy cái bóng cây của cái người đánh xe đưa lên là con ngựa nó chạy rồi. Là ý là có người trên thế gian chỉ cần vào chùa nghe một câu Phật ngôn thôi, các pháp hữu vi là vô thường, là họ về thấy thiệt vô thường lắm, ghê lắm, là họ lo tu. Không biết sống nay chết mai là đã có tu rồi. Rồi Đức Phật Ngài giải tiếp có hạng người thứ hai là giống như có cái con ngựa thứ hai là thấy bóng cây đưa lên cũng chịu chạy kéo xe chạy, đợi cái người này đánh vô mông một cây hai cây đau đau nó mới chạy. Thì cũng vậy, có những người vào chùa nghe kinh cả buổi đó, đọc kinh cả cuốn vậy đó, mà về cũng chịu tu. Nhưng bắt chợt cái ông hàng xóm á, mới ngày hôm qua ông gặp mình, ông chào chào nói cười cười, hôm nay ông lăn đùng ra ông theo ông bà rồi, vô thường rước ông đi rồi, hết hồn hết vía. Trời ơi,
ông mới gặp tôi hôm qua mà. Ông còn chào tôi nữa, ông nói chuyện nữa, hôm nay ông bị tai biến đột quỵ gì đó chết rồi. Trời vô thường quá, thấy ghê quá. Bắt đầu phải lo tù. Thì đó là con người thứ hai quýnh vô một. Nhưng mà có con người thứ ba là đánh chứ không chịu chạy. Đợi cái người này giận lên đánh thêm rồi thứ tư, thứ năm mà đánh mà kiểu mạnh, đánh mà nổi lằn, nổi u lên. Chứ không phải đánh nhẹ đâu nghe, đánh mà đánh hết ga. Thì mới chịu chạy, mới chịu kéo xe chạy. Thì cũng vậy, giống như trên thế gian này có những người vào chùa đọc hết cuốn kinh này, cuốn kinh nọ, nghe hết bài giảng này, bài giảng nọ. Rồi xong, về nhà đâu bằng đó. Giống như đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn, lu bu quên liền. Về nhà cũng bình thường, không có gì sợ. Rồi cái ông hàng xóm chết, kệ ổng. Ông chết thì mình chết. Ông già, ông chết, ông bệnh, ông chết thì chuyện của ổng. Mắc mới tới mình cũng chả phát tâm tu. Nhưng bất chợt, trong dòng họ, người thân, gia đình mình có người chết, lúc đó mới giật mình. Nó tới gần mình rồi, vô tới nhà mình rồi. Cô gì chú bác cậu mợ gì đó không biết. Thậm chí xin lỗi, phụ mẫu mình, anh em mình chết, lúc đó mới lo tù. Rồi Đức Phật ngày dạy tiếp là có cái hạng ngựa thứ tư là hạng ngựa cuối cùng á, thời Đức Phật á. Ngày ví dụ có bốn hạng ngựa, con ngựa thôi, là xì ra trong bốn hạng ngựa thôi, là đánh mạnh cũng không chạy nữa. Đợi mà cái người này lấy cái vật nhọn đâm vô trong thịt, trong xương á, chảy máu là nó mới chạy. Thì cũng vậy, Đức Phật nói trên thế gian này cũng có những người lì lắm. Lì tu á, chứ không phải lì kia. Tức là vô đọc hết cuốn kinh nọ, nghe bài giảng là nghe mỗi. Cũng về cũng tỉnh bơ, không tu hành vậy. Rồi cái ông hàng xóm chết cũng kệ ổng luôn. Thậm chí người thân dòng họ trong gia đình mình chết cũng bình thường. Nhưng mà bất chợt một ngày đó soi gương, thấy tóc tự nhiên nó bạc, da nó nhăn, má nó cớp, thấy sức khỏe mình nó xuống, loãng xương, đi không nổi, rồi bệnh tật nó tới, hết hồn hết vía, mới lo tù. Giống như bài thơ soi gương vậy đó. Soi gương thấy mặt mình xinh đẹp, lúc đó chưa chịu tu đâu, vậy cả hồn sưng mắt diệu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên, tu gì? Dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan, soi gương không gặp mùa xuân nữa. Thật chà, thấy toàn mùa hạ không, chỉ thấy hằng sau nọ, tức là những cái dấu chân chim, những cái nếp nhăn. Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xưng bất diệt, từ ấy thanh bình giữa sắc học. Như vậy thì trong kinh Đức Phật ngài dạy có bốn hạng người, là cái hạng người mà mình nói là trì trệ nhất, nó lì tu nhất đó, là tới khi mà thấy mình bắt đầu già rồi. Cho nên ta mới có câu là chớ để đúng rồi, tức là người ta thường người ta nghĩ đi tu là phải để già mới tu, trẻ mà tu cái gì, đúng không? Khi nào mà tóc bạc, da nhăn, má cóp, già rồi mới tu, chứ còn trẻ không chịu tu. Thì như vậy đã là cái người cuối cùng rồi. Sư mới suy nghĩ, nếu như Phật mà còn sống tới thời nay á, thì Phật không có giảng bốn hạng người đâu, mà năm hạng người. Vì có những người già rồi mà còn chưa chịu tu nữa đó mới ghê. Có không nè? Có đó. Có người già rồi, trời gần đất xa trời rồi, vậy mà cũng còn sân si, cũng còn hơn thua dữ lắm, mà chưa chịu tu. Có bao giờ bạn thấy mông lung với cuộc đời, mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa, lây hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ, lời đáp luôn ở đó, chớ tìm kiếm xa xôi, ngay trong chính bạn thôi, hãy lắng tâm sẽ thấy. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh là hãy thử rèn chánh kiến. Chánh kiến là gì?
là sự hiểu biết đúng đắn, một trong bát chánh đạo. Mà muốn có sự hiểu biết đúng đắn, có được chánh kiến thì chỉ có cách duy nhất là nghe pháp, để chúng ta có một cái nhìn, cái suy nghĩ về bản chất của cuộc đời này là vô thường, là khổ và vô ngã. Thế gian này vô thường nhanh lắm, kiếp người này nó nhanh, cực nhanh. Mà Đức Phật Ngài ra cái cõi đời này để Ngài nói cái pháp vô thường cho người ta nghe, để người ta thấy, mà mình không chịu thấy nữa nghe. Nhanh lắm. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị nhớ lại coi 5 năm, 10 năm trước mới đây thôi, thời gian nhanh lắm. Một năm thì 365 ngày, 10 năm thì 3.600 ngày. Người ta có một câu rằng là 60 tính năm đó nghe, 70 tính tháng, hiểu cái này không? 60 tính năm là 60 tuổi rồi sống được năm nào hay năm đó, 70 tính tháng là 70 tuổi sống được tháng nào hay tháng đó, 80 tuổi là tính ngày, sống được ngày nào hay ngày đó, 90 tính giờ á, 90 tuổi sống được giờ nào hay ngày đó, còn 100 thì khỏi tính nha, đi lúc nào đi à. Ở đây ai tính năm nào giờ tài này? Không dám giờ luôn đi. Ai 60 tuổi đâu, bệnh dạng đi đó, quá trời đó. Cứ năm nay biết năm nay còn, năm sau biết còn không nha. Năm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào đó. 60 á, ai 70 đâu, có 70 không? Tính tháng à. Trời ơi, kìa có con cô kìa, xin chia buồn. Sống được tháng nào hay tháng đó à, tháng sau không biết còn không đó. Mà nói tháng thì nó kỳ, sống con trăng đó nghe. Không biết qua con trăng này không á. Con trăng là tháng đó quý vị, đúng không? Sống được con trăng nào hay con trăng vô thường lắm. Thời gian nhanh lắm. Một ngày quý vị thấy nhanh không? Sáng giờ hết ngày đó. Đọc theo chúng tôi câu này để niệm nè. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có một cái pháp môn niệm, đó là niệm sự chết. Theo cái Phật giáo Nam truyền á, còn theo nhân gian ta đừng có nói chữ chết, nghe nó không hên. Sợ lắm, họ sợ nói sự chết lắm, lỡ chết thiệt cái hết hồn á. Mà thật sự quý vị nghĩ cho cùng thì cái chết thật sự nó không đáng sợ, tại mình đã chết bao nhiêu kiếp rồi. Mà cái đáng sợ là mình sợ chết á. Không hiểu từ đâu mà mình sợ chết quá trời luôn. Mà mình á, nếu mà không chết đời trước thì đời sau đời này làm gì có mặt. Không nè, quý vị đồng ý với tôi là không có cái ông già bà già 80 tuổi kiếp trước lìa đời thì làm gì có cô bé, cậu bé sơ sinh chào đời trong kiếp này. Phải có một cái ông già 80 tuổi hoặc có bà già 80 tuổi kiếp trước lìa đời đi, thì mới có một cái cậu con trai hoặc là cô con gái sơ sinh chào đời chứ. Luân hồi mà. Mà mình ngộ lắm, hãy mà chào đời thì mình vui, mà lìa đời cái mình buồn. Không hiểu từ đâu mà mình lại sợ lìa đời lắm. Mà không lìa đời thì làm sao chào đời. Cho nên xét cho cùng thì cái chết thật sự nó không đáng sợ nghe. Nhưng mà cái đáng sợ là mình sợ chết. Thì Đức Phật Ngài dạy cái pháp môn niệm sự chết để chúng ta bớt sợ chết. Ngài dạy một câu tiếng Phạn rằng là hãy niệm về sự chết là Marana Nusati. Marana là chết, Nusati là tôi sẽ chết. Cái niệm hoài, tôi sẽ chết, một lúc nào thôi. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Đó là cái pháp môn của Đức Phật dạy. Niệm vậy thì nó quen. Còn nếu ai không quen nữa thì chúng tôi chỉ cho cái cách này, niệm này cũng thấy rõ lắm. Đọc theo nghe. Nhắm mắt, mở mắt. Hết một ngày. Nhắm mắt, không mở mắt. Hết một đời. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sống qua ngày, chờ vô hồn. Qua đúng. Sống qua ngày, chờ vô hồn, chứ vô đâu vậy? Thấy không? Trời ơi, chết lợp đợp lợp đợp. Nhất là mùa Covid vừa qua nữa, biết bao nhiêu người đi. Thấy đó, mắt đó, thấy đó, mắt đó. Đọc lại cho nó nghe, cho nó thức tỉnh. Nhắm mắt, mở mắt. Hết một ngày. Nhắm mắt, không mở mắt. Hết một đời. Sống qua ngày,
chờ qua đời, sống qua ngày, chờ vô hồn. Vậy thì mình có thấy nói về xì gách cả xui không? Không xui. Nói để gì? Thức tỉnh. Tôi sẽ chết. Để mà chi? Bớt ham danh lợi đi. Bớt hơn thua đi. Bớt tranh giành đi. Mình bây giờ tranh giành đoạt lợi dữ lắm. Ham dữ lắm. Rồi rốt cuộc rồi cũng đi. Danh lợi đến rồi danh lợi đi. Ham chi một chút nhất hay nhì? Đêm nằm thao thức tâm điên đảo, hơn thua tranh chấp nhọc công lao. Quán thù chi để khổ lòng nhau, nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào. Kiếp này, kiếp khác lưng hồi mãi, nợ nần gian díu khổ làm sao. Nghe lời Phật dạy, hãy tu mau, giữ tâm trong sạch để khi nào ra đi nhắm mắt hồn thanh thản, không còn lo nghĩ chuyện lao sao. Chúng ta chung sức hãy cùng nhau dựng xây thế giới đẹp muôn màu, nơi ánh đạo vàng lan biển rộng, không còn thấy nữa cảnh thương đau. Mục đích của mình đó là mình làm sao để mà mình thấy được cái chết nó kề cận, để mình bớt đi cái sự chết. Tiền tài danh vọng giàu sang trở về cát bụi chẳng mang thứ gì. Vì sao ta mãi sân si, bon chen ganh ghét làm chi hỡi người? Vậy nên sống ở trên đời, đừng nên tính toán buông lời thị phi. Có tâm thì hãy cho đi, tiếng thơm còn mãi khắc ghi muôn đời. Người giàu có ở muôn nơi, mấy ai được cảnh thảnh thơi về già. Giàu nghèo rồi cũng ra ma, bốn dài hai rộng cũng ba tắc đào. Vậy nên phải sống làm sao, tu nhân tích đức trời cao tỏ tường. Đừng nên xảo trá bất lương, âm mưu thủ đoạn như phường tiểu nhân. Kết bè kết phái chia phần, bon chen đục khoét nhiều lần mà chi. Trở về các bụi như nhau, giàu nghèo rồi cũng cùng nhau xuống mồ. Qua đẹp, qua thơm, qua vắng tan. Tình nặng, tình sâu, tình vắng tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết mà người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Qua nở, qua thơm, qua lại tan. Tình nặng, tình sâu, tình vắng tan. Nhà giàu, nhà nghèo rồi cũng hết. Mà người đẹp, người xấu rồi cũng chết. Chứ không phải người xấu chết không đâu. Đẹp nhiều khi chết sớm hơn nữa. Nghe không? Cho nên quá như vậy đi chi để mà lo tu. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vô cùng hoan hỷ, lần đầu tiên được ni sư trụ trì chùa Diệu Tràng cho chánh định một cái cơ hội, một nhân duyên, một khoảng không gian thời gian nghĩ là cũng hơi tuyệt vời đó. Mặc dù trời nó hơi oi bức chút mà có quạt mát, ngồi ở đây nó mát hơn ngồi ngoài sân. Ni sư trụ trì thương mình lắm á, cho mình một cái khoảng không gian thời gian mà chúng tôi nghĩ là không có gì tuyệt vời hơn. Thấy không? Để chúng tôi chia sẻ cái bài pháp với tựa đề là một chữ tu, mà dựa vào cái bài tôi khuyến tu. Lặp lại là muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc đành câm lặng, mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Quý vị rất nhiều. Trước khi dứt lời thì cho phép chánh định được nói lời tri ân đến ni sư trụ trì cùng ni chúng tại bổn tự, đặc biệt là ban tổ chức khóa tu. Tổ chức khóa tu quá tuyệt vời. Quý Phật tử, đặc biệt là các vị Phật tử khiếm thị đến đây được nghe pháp, được hát tại cúng dường đạo tràng, mà quan trọng nhất là được nhận quà mang về. Phần quà này là những cái tình cảm yêu thương của các vị Phật tử mạnh thường quân, muốn chia sẻ bớt một phần nào đó khó khăn, nỗi khổ niềm đau của quý vị. Mong rằng quý vị đón nhận bằng cái tình yêu thương của mọi người. Và trước khi dứt lời, một lần nữa xin cầu nguyện Hồng Quang Tâm Bảo, quay lực chư thiên,
luôn thì từ gia hộ đến cho ni sư trụ trì cùng ni chúng và các vị trong ban tổ chức, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta được năm điều hạnh phúc trong Phật giáo, đó là sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức mạnh, và nhất là có trí tuệ, sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.